hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái mẫu đầm có cái dáng A xòe và có cái phần xếp ly trụm ở phần dưới chân váy. Phần thân trên thì mặc ôm và cái đầm này là cổ thuyền ngang, thuyền cạn các bạn nhé. Mà hôm nay mình cắt theo yêu cầu của khách thì sẽ cắt có tay. Để cắt cái mẫu đầm này thì mình sẽ cắt trên cái số đo mẫu như sau. Có số đo vai là 38, dài tay 25, bắp tay 31, vòng ngực 92, vòng eo 76, vòng mông 92, hạ ngực 28, hạ eo 40 và cái phần hạ can thì hơi thấp một chút là 42. Chiều dài váy là 102. Cái số đo này thì tương ứng với cả size L các bạn nhé. Đây là cái số đo mình đo trực tiếp trên người khách có cái chiều cao là 1m7. Cho nên là các cái phần hạ này nó sẽ dài hơn cái bình thường các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cắt trên cái chất liệu là vải đũi. Những cái đầm mà có cái dáng phồng và xếp ly để tạo được cái form đẹp thì các bạn nên cắt cái chất liệu nó cứng một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chú ý quan sát nhé. Với những cái đầm mà nó có cái đường cắt ở phần eo này thì chúng ta có thể cắt rời từng phần một các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cắt cái phần chân váy ở dưới trước. Cái đầm này có cái chiều dài là 102 thì các bạn trừ đi cái phần can eo là 42 là cái điểm hạ can thì sẽ là còn 60 các bạn nhé. Thì cái phần chân váy ở dưới thì sẽ là dài 60 phân. Đây là vải gấp đôi các bạn nhé. Các bạn gấp đôi vải lại và lấy canh vải cho nó thẳng từ cái phần biên vải vào mới đến cái phần vải gấp đôi nó đều nhau thì sẽ được cái canh vải thẳng. Trước tiên thì chúng ta xác định cái phần gấu váy. Các bạn kẻ cho mình một đường vuông góc với cả đường vải gấp đôi nhé. Các bạn để cho mình cái bản gấu là 3 cm. Tiếp theo thì lấy cái chiều dài bằng số đo là 60 cm. Các bạn kẻ cho mình một đường vuông góc. Các bạn quan sát thấy cho mình đây là có một cái phần ly trụm xếp chồng lên nhau ở dưới nhé. Thì cái ly trụm này các bạn cộng cho mình là khoảng 18 cm. Thì từ cái đường vải gấp đôi này các bạn lấy cho mình 18 cm. Và chúng ta sẽ kẻ thẳng xuống. Và từ cái điểm này thì chúng ta sẽ tính cái phần can eo các bạn nhé. Cái eo này là 76 thì các bạn lấy cho mình là bằng 1/4 số đo vòng eo thì sẽ là 19. Các bạn lấy cho mình xuống cái đường hạ ngang mông là 18 phân. Và từ cái điểm này các bạn lấy sang cho mình là bằng 1/4 số đo vòng mông nhé. Thì sẽ là 23. Và phần dưới gấu này thì các bạn đánh A ra cho mình cộng thêm 2 phân là 25 nhé. Là bằng ngang mông cộng 2 là 25. Các bạn nối cho mình hai cái đường này lại. Các bạn nối cho mình hai cái điểm này lại. Và cái phần mông này các bạn đánh cong cho mình. Cái sa vạt này các bạn trừ lên cho mình là 2 cm và chúng ta sẽ lượn đều lên. Các bạn sẽ chia đôi cho mình cái khoảng cách này ra. Để chúng ta sẽ xếp một cái ly trụm ở giữa cái khoảng cách này nhé. Từ cái đường điểm này vào các bạn lấy vào cho mình là 9 cm. Chúng ta sẽ xếp một cái ly trụm ở cái phần này. Cái khoảng cách này là chúng ta để cộng vào cái phần xếp ly các bạn nhé. Khi vẽ xong thì chúng ta sẽ di chuyển cái phần đất này vào cái phần để chúng ta sẽ xếp ly ở đây. Thì các bạn sẽ lấy cho mình từ cái biên này vào là 9 phân. Và cái phần này chính là cái phần chúng ta sẽ xếp ly trụm các bạn nhé. Đây sẽ là cái ly trụm. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần thân sau các bạn nhé.
Đây là đường biên vải và đây là sẽ là hai lần vải. Các bạn kẻ cho mình một đường 2 cm ở sát cái biên vải này thì sẽ là cái đường giữa của thân sau và là đường chìa khóa các bạn nhé. Chúng ta sẽ vẽ cái đường gấu của thân sau. Các bạn đặt cho mình cái phần thân trước lên để chúng ta sẽ cắt theo cái phần thân trước. Cái độ rộng và cái độ xòe bằng nhau các bạn nhé. Các bạn đặt cái đường vải gấp đôi sát với cả cái đường phấn mà chúng ta vừa mới vẽ. Và các bạn cắt cho mình cái phần thân sau bằng cái phần thân trước. Độ dài và độ rộng, độ xòe bằng nhau các bạn nhé. Các bạn sang dấu cho mình cái phần mà chúng ta sẽ xếp ly. Đây sẽ là cái phần xếp ly của các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã cắt xong cái phần chân váy ở dưới. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần trên. Cái phần trên này là mặc ôm và có cái cổ thuyền là thuyền cạn nhé. Đây là vải gấp đôi các bạn nhé. Các bạn vẽ cho mình một đường vuông góc. Và lấy cái chiều dài là bằng cái số đo là 42 cm. Rồi cái điểm hạ eo là 40 các bạn nhé. Phần trên vai này các bạn kẻ cho mình một đường ngang vuông góc. Tiếp theo thì ta sẽ có cái số đo vai là bằng 1/2 vai. Vai 38 thì có sẽ số đo sẽ là bằng 19. 1/2 vai sẽ là 19. Hạ xuôi vai thì sẽ bằng là 1/10 vai cộng 0,5. Các bạn nối với điểm đầu cổ cơ bản cho mình. Như vậy là chúng ta đã vẽ được cái đường vai. Cái phần hạ nách, bắp tay là 31 thì sẽ có 1/2, bắp tay sẽ là 15,5. Các bạn cộng cho mình 12 phân sẽ là 17,5. Đây sẽ là đường hạ nách. Ngang ngực thì sẽ bằng 1/4 số đo vòng ngực cộng 2. Ngực 92 thì sẽ là có 1/4 là 23 cộng 2 là 25. Cái điểm 40 này là đường ngang eo các bạn nhé. Ngang eo thì sẽ là bằng 1/4 số đo vòng eo cộng với cả 3 phân chiết ly thì sẽ là 19 cộng 3 là 22. Các bạn nối cho mình hai cái điểm này lại. Và cái phần đoạn thẳng xuống cái điểm K này các bạn đánh thẳng cho mình nhé. Cái điểm vào nách thì các bạn đặt thước vuông góc và check vào cho mình là 2 cm. Và chúng ta sẽ vẽ cái đường vòng nách. Tiếp theo thì sẽ có cái đường cổ, cái cổ này là cổ thuyền cạn. Rộng ngang thì các bạn lấy sang ngang cho mình là 12 cm. Và hạ từ trên vai xuống là các bạn để cho mình là 8 nhé. Đây là cái cổ thuyền cạn các bạn nhé. Hạ ngực thì bằng số đo, hạ ngực là 28 thì các bạn lấy xuống cho mình là từ trên vai xuống là 28. Cái ngực 92 các bạn để cách ngực cho mình là 9 phân nhé. Chúng ta sẽ vẽ thẳng xuống cái phần eo. Và cái ly 3 phân thì các bạn đánh cho mình mỗi bên 1,5. Chúng ta sẽ vẽ thẳng cái đoạn này. Và hơi bầu một chút ở cái phần chân ngực. Và chúng ta sẽ di chuyển cái ly bên lên cái phần ly nách để cho cái phần mặc cái phần trên nó sẽ đẹp và nó ôm hơn thôi nhé. Nó không sẽ dư thừa phần nách. Thì các bạn vẽ cho mình một cái đường 7 mảnh giả đây. Chúng ta sẽ chiết cái phần này lên phần nách.
Và chúng ta sẽ giảm đi 1 cm ở phần trên nách. Và các bạn sẽ đẩy cho mình cái phần cái đường này ra khoảng 2 cm, để khi chúng ta chiết cái phần ly này thì nó sẽ không bị hụt cái phần đường may ở nách. Các bạn vẽ lại cho mình cái đường cong này. Và cái phần sườn này các bạn giảm lên cho mình là 1 cm nhé. Giảm đều từ cái phần chiết ly này sang. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái phần thân trước. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái phần thân sau. Đây là cái đường biên vải, các bạn đặt cho mình 2 lần vải. Các bạn vẽ cho mình một đường 2 cm ở sát cái biên vải để chúng ta sẽ làm đường tra khóa của thân sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt cái phần thân trước lên để chúng ta sang dấu các bạn nhé. Các bạn đặt cái đường vải gấp đôi sát với cả mép cái đường phấn này nhé. Các bạn sang dấu cho mình theo cái đường phấn nhé. Khi cắt thì chúng ta sẽ chừa đường may ra. Và cái thân sau thì từ cái đường ngang của vai của thân trước này các bạn dâng lên cho mình là 2 cm. Khi sang dấu xong các đường ngang thì chúng ta sẽ vẽ cái phần thân sau. Thân sau thì cái phần ngang lưng này các bạn vẽ thẳng cho mình. Và chúng ta sẽ trừ 1 cm cái phần võng lưng của cái thân sau các bạn nhé. Các bạn đánh đều lên đến phần ngang lưng. Khoảng cách này là 1 cm. Vai của thân sau thì sẽ bằng 1/2 số đo vai cộng 0,5. Vai 38 thì sẽ là 19,5. Hạ xuôi vai bằng 1/10 vai. Các bạn nối mấy điểm vào cổ cơ bản. Và cái cổ của thân trước thì các bạn lấy vào 12, thì cổ thân sau các bạn cộng thêm 0,5 là 12,5. Và hạ cái cổ cho mình là 4 cm. Ngang ngực thân sau thì sẽ bằng 1/4 vòng ngực cộng 0,5. Ngực 92 thì là 23, cộng 0,5 là 23,5. Và eo của thân sau thì sẽ là 1/4 vòng eo cộng 3 là 19, cộng 3 là 22. Các bạn nối cho mình hai cái điểm này lại. Và cái đường vào nách thì các bạn đặt thước vuông góc và đánh trách vào cho mình là 1 cm. Và các bạn đánh cong cho mình cái đường vòng nách của thân sau. Cái đường chiết ly thì các bạn lấy vào cho mình là 9,5 nhé, 9/5. Các bạn vẽ thẳng lên cái phần ngang ngực cho mình. Cái đầu ly thì sẽ là ở cái điểm ngang ngực này. Và cái ly chiết 3 phân thì các bạn để cho mình mỗi bên là 1,5. Như vậy là mình đã vẽ xong cái phần thân sau các bạn nhé. Khi nào các bạn may thì các bạn hãy khoét cái đường cổ này nhé. Để tránh cái vải nó bị sơ ra, nhiều cái chất vải nó sẽ bị sơ thì cái cổ của chúng ta nó sẽ biến dạng. Và khi khoét cổ thì các bạn chừa cho mình là 0,5 cm. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần tay các bạn nhé. Các bạn đắt thước và đo cho mình cái vòng nách của thân trước cộng với cả vòng nách thân sau. Vòng nách thân trước đây là 20, thì các bạn trừ cho mình một cái phân cái đường ly nách này thì còn là 19. Chúng ta sẽ đặt thước nối tiếp đo vào cái vòng nách thân sau. Và đây sẽ là 42. 42 thì sẽ có 1/2 vòng nách thì sẽ là 21 các bạn nhé. Đây là vải gấp đôi các bạn nhé. Các bạn kẻ cho mình cái đường vuông góc ở dưới và cái gấu tay các bạn để cho mình là 3 cm.
Cái tay này có chiều dài là 25, các bạn lấy bằng số đo nhé. Khi xác định được chiều dài xong thì chúng ta sẽ kẻ một cái đường ngang vuông góc. Và cái bắp tay này là 31 thì chúng ta sẽ có phần ngang tay thì sẽ là bằng 1/2 bắp tay cộng 12 thì sẽ là 15 rưỡi, cộng 2 là 17 rưỡi. Và 1/2 vòng nách nãy chúng ta đo được là 21 thì các bạn lấy ra ngang cho mình là 21 nhé, bằng cái 1/2 vòng nách. Và phải cửa tay này các bạn trừ đi cho mình là 2 cm. 17 rưỡi thì dưới này các bạn để cho mình là 15 rưỡi. Và cái phần cửa tay thì chúng ta sẽ giảm lên là 0,5 nhé. Và cái đoạn này các bạn chia 3. Đoạn 2/3 này các bạn lấy lên cho mình là 2/2. Các bạn vẽ cho mình cái đường cong này. Đoạn 1/3 này chúng ta sẽ giảm xuống 0,5. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ xong cái phần tay. Các bạn bấm ở giữa. Khi cắt xong hai cái tay thì các bạn mở ra và chúng ta sẽ úp hai mặt phải lại. Các bạn giảm cho mình thân trước xuống là 1 cm. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình cái phần thân trước này để chúng ta sẽ tra về thân trước của áo. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái mẫu đầm có cái phần xếp ly trụm ở dưới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái video hướng dẫn mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.